Em xin trân trọng mến chào thầy và các anh chị em trong nhóm. Như để hưởng ứng cái phong trào của chị Mai Dân thì em cũng muốn làm một cái clip để giới thiệu về bản thân, để đến với thầy và các anh chị em để chúng ta được hiểu nhau hơn. Thì trước hết thì em xin sự giới thiệu thì em tên là Đinh Quang Điệp. Em sinh năm 1987 và em đang sống ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nhìn lại cái chặng đường mà để em được đến với nhóm thì em rất là vui và hạnh phúc. Vì trước kia thì khi em học xong cấp 3 ra trường thì em cũng đi làm thợ sắt, làm ngành đóng tàu đấy ạ. Ngành đóng tàu được 1 năm thì em nghỉ. Và sau đó thì em học lái xe. Rồi em làm, em mua xe em chạy, chạy thuê được một vài năm. Nhưng mà em thấy nó cũng không ổn từ khi mà em lại năm 2016 thì em gặp được video clip của thầy chia sẻ, thì em thấy con đường này quá tuyệt vời. Thế nhưng mà đối với em nó quá gian nan, quá khó khăn, bởi vì là em cũng rỗng lền nhiều quá, bởi vì em không có một nền tảng gì, em không biết về kiến thức về công nghệ thông tin, hay là cũng không biết về IT, hay là đại loại là vi tính thì chỉ biết bấm gõ mổ cò thôi. Vì lúc đấy là chỉ gọi là chat chít chào bạn chào yếu thôi, chứ không biết. Mà đến YouTube thì cũng còn xa vời quá. Thế nên là khi đó thì em cũng tìm đến YouTube, khi mà thấy thầy chia sẻ thì con đường đó em vẫn cứ mơ ước hàng ngày vẫn mơ mình ước gì. Thế nhưng mà khi mà em cũng biết đến anh Phạm Quốc Lâm, rồi anh Dương Tuấn Dương ấy, rồi anh Quang, rồi là anh Tiến, thì em cũng theo dõi các anh ấy suốt, rồi theo dõi thầy nói chuyện với các anh suốt, thì em thấy các anh đều là những người có kiến thức nhiều, kiến thức rất là lớn rồi, như là đã từng làm công ty, làm giám đốc nọ giám đốc kia, rồi là quản lý nhà hàng, quản lý nọ quản lý kia. Nhưng mà thời mà em còn không có kiến thức gì cả. Cho nên là thực sự là đến đây thì em đến nhóm thì trước hết là em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được làm bạn với tất cả mọi người, các anh chị em, đặc biệt là thầy. Để làm bạn với mọi người thì đó là điều vô giá đối với em rồi. Đấy, thế thì em có nhiều cái băn khoăn, bởi vì mình rỗng kiến thức này, rỗng cả về kinh tế không có ấy, cho nên là điện thoại không có, điện thoại nét điện thoại iPhone ấy, phủng để quay, để mà tạo cái video cho nét để đăng lên cho nhiều người xem, chứ cái điện thoại cùi bắp thì em chắc trong nhóm này thì em là người rỗng kiến thức nhất. Em cho nên là mong thầy và các bạn giúp đỡ em. Thì em cũng muốn kết thúc video tại đây. Em cũng muốn chúc sức khỏe thầy luôn luôn mạnh khỏe, các bạn luôn luôn mạnh khỏe, được bình an, để chúng ta cùng chí hướng, cùng phấn đấu để đạt được mục tiêu, để tự do tài chính.
Em xin trân trọng cảm ơn thầy và các bạn.